Ok, xin chào mọi người. Cái video này anh sẽ giải đáp cho mọi người qua cái câu hỏi của bạn Yến nhé mọi người nhé. Đấy, cái câu này thì người ta cho mình một cái thông tin, đúng không? Người ta cho mình một cái thông tin của cái hàm hàm Fx, đúng không? Ở đây người ta cho mình thông tin của đạo hàm. Đó, người ta yêu cầu mình tìm giá trị lớn nhất của hàm G, đúng không? Bằng F tác động 2x trừ cho sin bình, đúng không? Xét trên cái miền từ chỉ 1 đến 1. Thế bây giờ mình thấy rằng là cái hàm này của mình nó có tính chất tổng hiệu, đúng không? Ở giữa này này, nó có dấu trừ mà. Cho nên là mình không có quan tâm đến cái phần là cái hàm Tuấn Minh với cái hàm Khương Bình nhé, mình quan tâm với thằng đằng trước là thôi. Hãy chỉ có thằng đằng trước này thì mình sẽ xét lên cái thằng hai x ấy. Thì đó chính là bằng f tác động của hai x. Đấy, như vậy là mình sẽ có ngay là hai x ấy. Thì đó chính là bằng 2 nhân với f và x tác động của hai x, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ thì mình trở lại là cái h x bằng không, đúng không? Thì cái này mình sẽ tương đương là f phẩy tác động vào x nó bằng không. Đó, ok. Như vậy là cái này mình sẽ tương đương thì dựa vào bảng biến thiên thì mình có ngay đó là 2x của mình ấy. Thì nó bằng trừ 2, đúng không? 2x của mình nó bằng không hoặc là 2x của mình ấy, thì là nó sẽ là bằng 2. Đúng không? Dựa vào bảng biến thiên, vì cái bảng biến thiên là bảng biến thiên của đạo hàm mà. Đấy. Thì như vậy là mình tương đương là x của mình nó bằng trừ 1, x bằng 0, x nó bằng 1, đúng không? Như vậy ta tạo ra được một cái bảng biến thiên đó. X này, h và x này cũng như đây là h x, đúng không? Đấy, thế đến đây thì x của mình nó chạy từ âm vô cùng này, nó chạy đến trừ 1, 0, 1, kết là ở dương vô cùng, đúng không? Tí nữa mình sẽ nói kỹ về cái đoạn kia sau. Bài này nó chỉ bắt xét trên cái miền từ trừ 1 đến 1 ấy. Tí tí đang nói cái đấy sau, nhưng mà mình có làm trên toàn miền tại những cái điểm này thì đạo hàm của mình bằng không. Ok, đây mình quan sát như này, đây mình hiểu cái này nó rõ ràng một chút thì mọi thứ nó khá dễ thôi, không quá khó đâu. Thì bây giờ mình cần phải xét dấu của thằng h phẩy, cần xét dấu của h phẩy. Thế thì h phẩy nó nằm ở đây này, h phẩy nằm đây đấy, h phẩy nằm đây rồi. Đây mình lấy dấu trên một miền thôi. Ví dụ bây giờ khi x nó chạy trên cái miền từ 1 sang dương vô cùng, đúng chưa? Thế cụ thể mình sẽ lấy ví dụ mình lấy x bằng 2 chẳng hạn nhé. Lấy x bằng 2 của khoảng cuối để mình xét đấy nhé. Thế thì nếu x bằng 2 thì cái chỗ này 2 nhân x nó bằng 2 nhân 2 nó bằng 4, đúng không? Vậy h phẩy x, đúng không? Thì nó chính là bằng 2 nhân với lại f phẩy tác động vào 4. Mà f phẩy tác động vào 4 thì nhìn trên cái bảng này thì thấy rằng f phẩy tác động vào 4 là miền dương, đúng không? Miền dương vì 4 nó đang sau con 2 này, đúng không? Vậy khoảng cuối của mình là dấu cộng. Đấy, trừ, cộng, trừ, đúng không? Như vậy nó sẽ đi lên này, à, xoay nha, đi xuống này, trừ xuống, cộng lên này, đấy, xuống lên, đúng không? Đó, như vậy dựa vào cái bảng biến thiên này nhá, thì ta thấy rằng là khi mà mình xét trên cái miền ấy từ âm 1 sang 1, đúng không? Khi mình xét trên cái miền từ âm 1 qua 1 thì rõ ràng là cái mắc nha, cái mắc của cái thằng Hx ấy nha, cái mắc của thằng Hx này nó sẽ rơi vào được, đó là tại H0. Đấy, nó H0 thì nó rơi vào mắc, đúng chưa? Như vậy ta thấy rằng này là với cái x của mình mà thuộc vào cái miền từ trừ 1 sang 1, đúng không? Thì đấy, hx mắc, đúng không? Thì chính là bằng H0, đúng chưa? H0. Thế bây giờ ta thấy nó có một cái thứ rất hay ở đây, đó là cái hàm hiệu. Cái thằng sin bình này, cái khối lượng này là không bao giờ âm được, nhưng mà trừ sin bình ấy, trừ sin bình ấy, thì thằng này lại không bao giờ dương được, đúng không? Vậy thì anh em cứ tưởng tượng như cái thằng thằng F này nó là một cái khối lượng cụ thể đi. Thì rõ ràng là nếu như mà cái thằng sin này này mà nó khác không ấy, thì làm cho cái biểu thức này của mình nó càng nhỏ, bởi vì anh em trừ đi một lượng dương mà, thì cái biểu thức của mình nó sẽ nhỏ xuống, đúng không? Như vậy anh em muốn cái kết quả của phép toán trừ ấy mà nó là lớn nhất, nhà lớn nhất đó, lớn nhất, thì chứng tỏ là cái thằng số trừ này đóng vai trò là thằng sin bình này, là cần phải nhận nhất. Anh em trừ càng ít thì cái biểu thức của mình nó càng lớn. Vậy anh em thấy rõ ràng rồi, rõ ràng là gì? Sin không thì nó làm sin mà bằng không ấy, thì nó sẽ làm cho cái biểu thức của cái thằng g này nó mắc, đúng không? Để anh em trừ đi ít nhất mà trừ đi số không, mà là không trừ đi cái gì, đúng không? Thì nó chính là mắc đấy. Như vậy là giá trị lớn nhất của mình nhé, giá trị lớn nhất của mình chính là g không các em ạ. Đấy, chính là g không nhé. Cảm ơn các em. Đấy, vậy là giải quyết xong xong cho Yến rồi nhé. Nào.